rất nhiều hình xăm nha các bạn. Bây giờ tôi sẽ chê bằng tép. Quay bằng tép kìa. Tép. Tép ơi. Ê, chú bé nào tép. Kìa. Chú bí nào. Kìa. Chú bí nào quen. Thì tôi còn đỡ ông Tây đen đây này. Chú bé xuống mua bim nhé. Chết rồi. Chú bé mua bim. Tại. Nhanh chạy nhanh. Ui. Ui ui. Chạy đâu rồi. Chú Dưỡng đi đâu rồi. Chết rồi. Chú bé nào. Thôi. Chạy nhanh xuống nhanh. Xuống nhanh. Ui. À, ông Tây đen đấy. Nào đi xuống. Im Vinh quay đi im. À chú bé. Chú bé xuống bà nào. Xuống bút bim đi không? Đi đánh đâu không? Nào. Chạy rồi, sợ rồi. Ngã nào. Chết rồi. Chú bí nào. Chú bí nào. Chú bí xuống đánh to mà. À bí đi chơi nhá. À đây, đi nhá. À đây, chú bé nào. Ông đen đấy, mặt tây. Chú xuống đi chơi bánh tôm nha. Đi xuống nhanh, đi xuống. Đi xuống. Xuống chơi anh tôm, không cho kép đi. Đi xuống nhanh, anh đi xuống đi. Chú bí, anh tôm này, chạy nhanh. Chú bí. Chú bé nào tép. Tép nó đang sợ. Ta bị tưởng tép kia đang sợ anh Dưỡng kìa. Đấy. Chú bé nào. Chết rồi, bắt đi, bắt nó xuống đi. Chú bé nào. Chú bé đi bút bim bim nha. Bé nào. À cắn này. Ông điên thì cắn này. Chạy nhanh, chạy nhanh. Trèo trèo lên, trèo lên. Ui bắt này. Chú bé nào. Chết rồi, bắt tôi. Chú bé. Bắt tôi, bắt tôi, bắt tép rồi. Cắn tép đi. Chú bé nào. Chú bé không bị bim nào. Rất nhiều hình xăm, tép nó sợ. Cháu nó sợ. À đi đâu, chết chui đâu ấy. Đi đâu ấy. À đánh chú hả. Lấy gạch quăng hả? Quăng, nào. Đúng rồi. Lấy gạch quăng chú hả? Nào. Thôi được chú bé nào. À, quăng tránh nha. Nào, cháu ngã nào. À, chú bé nào. Chết à, rồi, chết tép rồi. Không bé, chú đi đây, không bé, chú chắc tay nào. Cầm tay nào. Tay này không có nào. Cắn này. Tay không có. Lắc đầu. Bé nào. Tép nó sợ. Tép nó sợ hình xăm tôi các bạn ạ. Trẻ con nó nhìn thấy xăm nó sợ. Các bạn là tôi hôm nay mới xăm nên nó không biết nó sợ. Nó tưởng ông Tây đen. Đấy. Hình xăm rất đẹp. Nào chú bé nào. Chú bé nào. Nơi cắt tay. Chết tay. Bé nào. Chết rồi tép ơi, bắt đi, bắt thằng tép đi. Bà nhanh. Chú bé nào. À chú Dưỡng bé. Chú bé nào. Chạy nhanh. Ôm bà rồi, chạy ôm bà rồi. Sợ rồi. Con sợ không? Chú bé nào. Đẹp mà, chú bé nào. Ui. Bắt đấy. Tép nó sợ hình xăm thôi các bạn ạ. Hình xăm nó làm trẻ con sợ. Chú bé nào? Đấy không? Từ giờ chắc nhớ lắm. Này chắc đi từ giờ chắc đéo sao thật rồi. Cứ để chắc giờ nhớ lên đâu. Đéo không? Đéo không? Sao tép phà đi. Sao đi nào? Nào sao vào chuột cắn sao? Nào sao tay chú nào? Không cắn. Cắp tay nó đi. Nào sao vào nào? Sao chú đi mua bánh sinh nhật cho? Sao chú đi mua bánh sinh nhật nhá? Chú sợ lắm. Hôm nay là sinh nhật thằng này này. Bây giờ tôi sẽ đi mua bánh sinh nhật về cho nó. Ê. Nào. Sao tay đi, sao tay chú đi. Ui, nó cắn tay đứt tay. Nào, thử sao. Sao vào thì chú mua cho. Sao này. Sao vào tay thì chú mua bánh sinh nhật cho nhá, mua bánh bánh nhá. Sao vào đây. Cắn ông ta đi ăn cắn đây. À đây sao bụng chú nào, sao bụng chú nào. Để ông đen đây này. Nào cho sao bụng chú nào. Ông đen đây. Đầu dài đấy. Nào sao bụng chú nào. Đi. Đi. Ê, chú bé nào, chú bé đi mua bia, chú bé đi mua bánh kem sinh nhật nào, hôm nay sinh nhật tép mà, nào chú bé nào. Chú bé nào. Chú bé nào, xăm đẹp này còn gì nữa. Tép sao đi, chú mua bánh kem cho. Thôi đứng đây để bà quét dọn hôm tối rồi. Đi xuống. Đi ấy. Chú bé nào. Còn đi đón anh hai. Chú bé đi mua bánh kem nhá. Chú bé đi mua bánh kem sinh nhật nhá. Nào. Tái ăn tôi đen đi. Bê, nào. Đánh chú hả? À, chú bé nào? À, sợ rồi.
Ok, vậy thằng tép này nó sợ hình xăm các bạn ạ.